Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011. Phương Thúy hiện đã có mặt tại nhà hàng Dynasty để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi gây quỹ có chủ đề là Người đẹp và lòng nhân ái do các cô hoa hậu và á hậu tại miền Bắc California tổ chức. Actually, lần này là năm thứ hai của Hội Người Đẹp và Lòng Nhân Ái làm một cái buổi tiệc từ thiện fundraising. Mục đích là muốn gom lại tất cả các hoa hậu, người mẫu và những người đẹp của vùng Bay Area để chúng em có một cái đêm, một cái event tụi em hợp tác lại cùng nhau để có thể raise được một số tiền mà sau đó tụi em sẽ mang về Việt Nam, sẽ dành cho những trẻ mồ côi, những trẻ bị HIV, những trẻ bị khuyết tật. Tụi em sẽ mang directly tới những trẻ em đó để mà có thể giúp một phần nào đó cho cái cuộc đời kém may mắn của các em. Thật ra trong lòng Jessica lúc nào làm từ thiện cũng là điều tốt. Và trong toàn năm vừa qua thì Jessica cũng đã tự mình đi quyên tiền để đi về Việt Nam thăm các trẻ em mồ côi. Cho nên khi mà được lời mời của chị Jody đủ đến chương trình này, Jessica rất là vui. Trẻ em bên Việt Nam và cùng giúp được cộng đồng Việt Nam luôn. Thì em có lời nhắn gì gửi đến quý vị khán giả cũng như là các bạn cùng lứa tuổi với em có cái tấm lòng tốt như các em người đẹp như ở đây? Nếu mình có cơ hội để làm việc từ thiện thì mình không nên bỏ qua. Bữa nay Điệp rất là vui là thấy mọi người đồng hương tới đây để mà ủng hộ gây quỹ cho từ thiện Người Đẹp và Lòng Nhân Ái. Thành ra Điệp rất là xúc động và hy vọng đồng hương tới đây với một tấm lòng vàng sẽ giúp đỡ cho cái chương trình gây quỹ hôm nay thật là thành công. Ai ơi, mở lòng thương đi, giang vòng tay lớn, cứu đời khổ đau. Mắt nhìn vào cánh xin lòng nhân ái mà thương cuộc đời. Phương Thúy, tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.